ảnh thể thao về bóng đá ấy, thì đa số là những cái action trên sân và những cái khoảnh khắc ăn mừng lúc mà ghi bàn thắng. Thì nó vẫn là một cái form cũ như vậy thôi, nó không có thay đổi nhiều. Nhưng mà chúng ta sẽ chụp như thế nào mới là quan trọng, mình focus vào đâu và để không có những cái sự bị lặp lại, hoặc là nó không có những cái ảnh nó quá giống nhau với các báo khác. Tôi luôn cố gắng chụp là làm sao để ít nhất mình có một cái gì đấy khác biệt. Khác biệt là về góc nhìn, khác biệt về câu chuyện, khác biệt về ảnh. Để mình có cái tờ báo của mình nó có cái dấu ấn với độc giả. Và người ta sẽ có thói quen, người ta thích những cái khác lạ, người ta sẽ vào nhiều hơn. Chứ không đơn thuần là chỉ cho cá nhân. Cái đấy sẽ là cái ăn sâu vào bản thân tôi nhiều. Ví dụ như tôi chụp cái đây là cái ảnh mà lúc chào cờ cái trận chung kết bóng đá Việt Nam gặp các bạn Thái Lan à, ở trận chung kết SEA Games. Lúc này là tôi dùng một cái tiêu cự 400, nó hơi cận, hơi khó chụp. Thực ra nếu mà dùng cái 300 thì nó đỡ hơn. Và ở đây là có các cái vận động viên nữ, họ chào cờ nhìn về cái lá cờ Tổ quốc. Xong rồi phía trên họ là hai cái lá cờ, phía sau là cái bảng điểm, bảng tỷ số về Thái Lan và Việt Nam. Thì lúc này là trước trận đấu. Thì nó thể hiện cái tinh thần rất, dân tộc rất là cao, cái tinh thần quyết tâm kiểu vậy. Đây là trước trận chung kết. Còn những người khác, những anh em phóng viên khác thì đa số là sẽ chụp mà họ đứng dàn hàng đầy đủ 11 người. Xong rồi hoặc là quay về lá cờ, nhưng mà kiểu gì sẽ đủ 11 cái khuôn mặt, hoặc là sẽ cận vào từng khuôn mặt để họ đang hát. Đây là vài cái hình ảnh action. Đây là cái bàn thắng ăn mừng, cái bàn thắng của bạn Yến là ghi vào lưới Thái Lan trận chung kết. Cái này chụp rất là xa, từ đầu sân đến cuối sân nó khoảng 100m, phải cốp lại rất là nhiều, nó rất là vỡ, mọi người có thể thấy. Nhưng mà chúng ta thấy có người thắng, có người thua và có quả bóng ở trong lưới. Đó là những cái mà trong một trận đấu mà nó sẽ là ảnh key, là những cái ảnh key của cái trận đấu đấy. Đây, lúc mà bạn chạy về ăn mừng ở ban huấn luyện. Thực ra ảnh thể thao về bóng đá nó khá là đơn giản. Hầu hết mọi người sẽ ngồi ở góc sân mà Việt Nam tấn công, sau đấy là chụp những cái tình huống ghi bàn và tình huống ăn mừng. Nó không có nhiều cái để nói. Đây là cái trận ra quân, bạn số 16 bạn ghi bàn. Tôi thì hay focus vào những cái nó hơi thú vị hơn chút. Cái ảnh này chụp hơi cận, hơi bị che khuất một số mặt của các bạn khác. Đây là lúc các bạn ăn mừng, quay ra phóng viên, rất đông phóng viên chụp. Tôi không có nhiều cơ hội, tại vì tôi có một cái máy nên không có nhiều máy để thay ống kính. Cái này nó bị cắt mất mấy khuôn mặt. Thế lúc này không thể rộng hơn được nữa, thôi đành chịu. Đây là cái khoảnh khắc các bạn ấy giành huy chương và chào cờ, hát quốc ca. Thì mọi người để ý là tôi chụp rất cận. Đây là tiêu cự 400. Mặc dù tôi có những cái tiêu cự khác để có thể chụp an toàn hơn, là lấy được cả đội, mấy chục người, nhưng tôi không dùng. Tôi dùng một cái tiêu cự cận nhất có thể để focus vào cái cảm xúc của họ. Và thứ hai nữa là mọi người để ý là đằng sau họ thấp thoáng một cái lá cờ đỏ sao vàng. Tôi luôn luôn ép mình phải chụp những cái đấy để nó tạo thêm cảm xúc cho cái bức ảnh. Và ở dưới, và lúc đấy là tôi cố gắng focus những cái nhân vật quan trọng nhất của cái trận đấu. Ví dụ bạn Yến là cái bạn ghi bàn, đây cái bạn ở giữa. Ví dụ cái ảnh này nữa, ông huấn luyện viên là anh chú Trung với cả bạn Huỳnh Như. Thì đấy là những cái nhân vật key của cái trận đấu, thì tôi luôn focus vào để tôn vinh những cá nhân đấy. Ở bóng đá nam cũng thế thôi. Cái trận chung kết lúc trao huy chương là tôi focus cận những cái nhân vật quan trọng của cái trận đấu đấy. Tôi không chụp một cách an toàn là đứng chính giữa của cái dàn hàng ngang phóng viên để chụp. Tôi chạy chéo ra, tôi thay đổi cái góc nhìn đi, cận vào những cái bức ảnh nó, cái này rất là xa,
từ sân bên này sang sân bên kia, khán đài B. Thì đây là lúc ăn mừng mà bạn Hậu bạn ấy sút cái quả nâng tỷ số lên 3-0. Tôi cúp lại rất là nhiều, cái này phải cúp đến 80% rồi. Cái này chỉ còn 20% thôi. Cái này gần như là phóng viên nào cũng có này. Gần như ai cũng có và đứng ở những cái vị trí như thế mà bỏ lỡ khoảnh khắc này thì rất là dở. Đây là một cái bức ảnh mà ít người chụp bởi làm sao ạ? Thứ nhất là ông cái lúc này ông Park ông chạy sang khán đài B, ông chào cổ động viên bên đó và trên cái nền cổ động viên họ phất một cái lá cờ. Thì tôi theo dõi ông này lúc mà ông từ khán đài A ông đi sang cơ. Thế là tôi chạy đến cái dây chăng của ban tổ chức, tối đa có thể chạy đến đấy để tôi chụp từ sau lưng lên sang bên kia. Thì lúc đấy có rất nhiều phóng viên khác đứng trước mặt, xong rồi họ chạy qua chạy lại, họ đi chụp các cầu thủ khác. Tôi gào lên, tôi chửi với các kiểu rất là nhiều, lúc đấy bức xúc lắm. Tại vì họ vướng mình mà mình đứng ở cái line ngoài cùng rồi. Thế là khi mà tôi hướng máy tôi chụp, lúc đấy nếu thực ra anh em phóng viên chúng tôi mới hiểu thôi. Tức là lúc đấy chỉ có khoảng 3-4 người chụp ông Park mà đi sang bên kia. Thì hầu hết mọi người là dùng siêu tele 300-400. Thì lúc đấy tôi chụp bằng một tiêu cửa là 400. 400 thì nó rất là cận. Mọi người để ý, đây là cái bức ảnh mà tôi chưa crop một tí nào luôn. Nó cận đến như thế. Thì tôi có một cái phản xạ là tôi xoay dọc máy để tôi chụp để lấy được cái lá cờ trọn vẹn. Bạn Nguyễn Khánh là cũng chụp giống tôi cái gần giống cái bức ảnh này, nhưng mà bạn ấy bị cụt mất cái lá cờ phía trên, mất cái chòm sao phía trên. Thì có thêm một bạn nữa là bạn VTV cũng xoay máy dọc chụp giống tôi. Nhưng mà cái đa số mọi người là chụp cái khoảnh khắc này. Ông ấy giơ tay ra kiểu ăn mừng cùng cổ động viên. Nhưng mà cái lúc mà ông ấy cúi chào thì gần như không ai chụp. Không có một ai chụp cái này, tôi không hiểu tại sao mọi người không chụp. Thì không có ai up bất cứ cái ảnh này trên bất cứ tờ báo nào cả. Thì tôi có theo dõi, tôi cũng hỏi mọi người cái câu chuyện đấy, nhưng mọi người gần như không có. Thì mới biết câu chuyện là cái lúc mọi người chụp bị rất nhiều phóng viên khác đứng chạy lăng xăng trước xe. Và có người bị lỡ là như thế, chứ không phải là vì họ không chụp. Và tôi cũng bị một cái phóng viên khác của Vietnamnet, họ chạy ngang trước mặt. Ơ mày chụp cái gì đấy? Họ quay thẳng đít vào cái ống kính của tôi luôn. Ơ chụp gì đấy? Họ ráo rác, xong họ nhìn sang bên kia. Họ nhìn sang bên này, họ nhìn thấy rồi, ông Park rồi, mà họ không biết là chúng tôi đang chụp cái gì. Thế đấy là những cái mà cái sự tinh ý của phóng viên ảnh nó phải có trong những cái tình huống nhất định như vậy. Thứ nhất là nó tôn vinh được những cái giá trị về màu cờ sắc áo, tôn vinh ông Park, tôn vinh cổ động viên. Sau đấy thì có một anh bên báo Thể thao Văn hóa, anh phóng viên viết rất là kỳ cựu, anh Phạm An. Anh xem cái ảnh này xong anh có viết một cái bài báo, bài bình. Bài đấy rất hay. Ông ấy nói về cái tinh thần dân tộc, cái giá trị của bóng đá Việt Nam nó là tích lũy từ đào tạo trẻ rồi lên dần, nó không phải là chỉ riêng ông Park mới tạo ra cái giá trị đấy. Và ông ấy đặt tên cho cái bài báo đấy là dựa trên cái ảnh đó là con sư tử cúi chào rừng già. Nghĩa là sao? Nghĩa là con sư tử đấy cảm ơn cái khu rừng đấy đã tạo ra cái môi trường sống để mọi thứ đồng phát triển song song, cùng phát triển và cùng hướng tới thành công. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ là rất nhiều phóng viên sẽ tạo ra những cái cảm xúc cho những cái người như thế. Nó không chỉ tôi, có thể nhiều phóng viên khác. Hoặc là cái ảnh mà bạn Nguyễn Khánh bạn chụp ông Huấn luyện viên Park, ông thơm vào má Đoàn Văn Hậu cái lúc ăn mừng á. Đấy cũng là một cái bức ảnh rất là key. Tức là nó hai nhân vật quan trọng nhất của một trận đấu chung kết mà lịch sử. Thì nó mang lại rất nhiều cái cảm xúc. Còn nếu nói thêm về bóng đá nữ, tôi chụp cái khoảnh khắc này mà tức là lúc đấy tôi không hiểu tại sao là có thể mọi người focus quá nhiều vào các bạn đang ăn mừng, nên bỏ qua những cái bên lề như thế này.
Đây là bạn, ông bác sĩ của đội tuyển nữ đang cõng bạn Huỳnh Như là đội trưởng. Bạn bị giãn dây chằng và không thể ăn mừng cùng các vận động viên khác đằng sau cái lúc mà giành huy chương. Thì sau đấy thì tôi gửi cái ảnh về thông tin, kèm thông tin về cho tòa soạn ngay lập tức. Lúc đấy tôi nói viết riêng về cái tình huống này, về cái việc là ngoài cái chiến thắng, ngoài cái vinh quang, nó sẽ có những cái nỗi đau, nó có những cái sự mất mát, nó có những cái về bản thân con người chấn thương này nọ, rồi họ vượt qua chính mình như thế nào. Thì những cái câu chuyện đấy nó sẽ hay hơn là cái việc mình đưa về cái sự ăn mừng, đưa về những cái đơn thuần kia. Đây là một cái ví dụ mà tôi chụp một cái trận chung kết cúp quốc gia ở Quảng Nam, Hà Nội đá với Quảng Nam. Thì bùn lầy rất là kinh khủng, nước rất nhiều, nó tạo ra những cái bức ảnh rất là thú vị như này. Nhưng mà thể thao, với thể thao nó là rất là bình thường, nó thường xuyên xảy ra và lúc nào chúng ta có thể chụp được. Đó. Đây là ảnh một cái trận đấu mà tôi rất là thích, tại vì Hà Nội thắng Quảng Nam để khẳng định là không có chuyện thiên vị cho Quảng Nam trong mấy cái năm vừa qua. Và cái cảm xúc của cái cậu Văn Quyết là đồng hương của tôi rất là thú vị. Đây là đây là tôi chụp về cũng trong một trận mưa ở Hà Nội, nhưng mà nó khác đi. Mình không chụp tốc độ cao để bắt nét như kia nữa, tung tóe nữa, mà mình dùng những cái nó khác đi chút. Thì đây bạn Văn Hậu chạy trước, những cái vệt mưa tạo thành những cái sợi kiểu thế. Tức là ai mà các bạn chụp ảnh ấy, nhìn biết là kỹ thuật là chụp như nào luôn rồi. Nhưng mà mình có cơ hội áp dụng và mình có thực hiện nó hay không ấy. Thì thực ra mỗi một lần chụp như này tôi phải bỏ qua rất nhiều cái action khác. Và những cái lần chụp như này hỏng rất nhiều. Nhưng mà mình có làm hay không thôi. Cái đấy là cái tạo ra hiệu ứng thị giác cho nó tối ưu hóa cho các cái tình huống. Đây là bạn Quang Hải. Thì ảnh trong ảnh thể thao nó phải có câu chuyện. Và thực tế thì những cái bức ảnh nó tối ưu hóa các cái câu chuyện nó như nào ấy, thì cũng là một vấn đề. Đây là ai cũng biết là ông Park, ông trước mỗi trận đấu hoặc là ra sân tập ông sẽ đều cầu nguyện. Nhưng mà tất cả mọi người từ xưa đến nay đều biết như thế, đều chụp ảnh ông ấy cầu nguyện, nhưng mà hầu hết là đứng từ rất xa. Chụp tele vào chỉ cận mặt ông ấy thôi. Đây là cái trận cái buổi tập ông ấy tập trên sân của Malaysia, sân 80.000 chỗ ngồi, trận chung kết lượt đi AFF Cup. Thì tôi biết trước là ông ấy sẽ vào đầu tiên. Tôi chuẩn bị sẵn một cái máy góc rộng rồi, tôi đứng ở cái đường pitch. Và khi ông vào cái tôi xà vào, tôi thấp xuống, tôi chụp để lấy cái vòm khán đài. Và tôi viết về cái câu chuyện đức tin của ông ấy. Ông ấy cầu nguyện không phải là để xin thánh thần cho Việt Nam thắng, mà ông quyết cầu nguyện để tức là cho ông ấy thêm nhiều niềm tin hơn, cho ông thêm nhiều sức mạnh về tinh thần hơn để ông ấy thi đấu, có thua cũng được. Chứ không phải là câu chuyện là ông ấy xin thắng. Thì khi mà tôi chia sẻ cái ảnh này và cái câu chuyện đấy ấy, thì nó lan tỏa rất là nhiều. Và mọi người bảo là thực ra thì mọi người nói nhiều về việc đấy, nhưng mà mọi người không nói nhiều về suy nghĩ của ông đấy. Tại vì tôi có hỏi về cái câu chuyện ông ấy cầu nguyện cái gì. Thì đấy là những cái mà ảnh chia sẻ bằng thông tin rất là tốt. Và nó mang lại cái giá trị hiệu ứng thị giác cũng tốt hơn. Một cái tiếp cận gần như này nó sẽ hay hơn một cái ảnh rất là xa, chỉ cận vào mỗi mặt ông ấy với bàn tay đang cầu nguyện. Những cái bức ảnh nó như này, cũng vẫn là cái trận Việt Nam gặp Malaysia ở chung kết ở sân Mỹ Đình. Thì nó tương phản giữa cái việc người thắng và người thua. Và nó có những cái lá cờ, đấy vẫn là những cái lá cờ nó quá quen thuộc. Hôm qua tôi có nói chuyện với bạn Khoa, bạn Thành Nguyễn với bạn Tùng Tin, thì có nói là phương Tây nó chụp Việt Nam thì đa số là kiểu gì có nón lá hay là có những cái công trình biểu tượng, hay ít ra là có con trâu hay cái lá cờ. Thì tôi làm về Việt Nam thì tôi sẽ phải làm như thế. Đây là cái thắng thua thành bại nó ở trong những cái ảnh. Thực ra những lúc như này rất nhanh, mình
mình rất là vội và sẽ không biết là mình sẽ focus vào ai và những cái gì, ôi phải lia cực kỳ nhanh và phải chớp đấy thôi. Cái này hầu hết là phóng viên hả không thể có ý ở trong đấy được, không hẳn là biên tập mới thấy, tức là mình phản xạ thấy là cái đấy là hay, mình chụp trước đã xong về mình mới biên tập lại và mình tổng hợp những cái hay đấy thành một câu chuyện, chứ không phải là mình về mình mới thấy. Còn nếu mà chụp vu vơ thì không bao giờ có những cái như vậy, nó là phản xạ. Giống như cái lúc mà chụp trao giải, chụp nâng cúp ấy, đa số mọi người sẽ chụp bằng một cái tiêu cự nó rộng hơn, tôi lại cất vào để tôi close up những cái nhân vật đấy. Đó là những ví dụ, không ai có những cái ảnh mà soi bóng chân dung những cầu thủ vào cái cúp cả, không ai có cả, tại vì chỉ có mỗi tôi dùng cái ống 400 cận vào, mọi người thay ống kính hết rồi, toàn 70-200 thôi. Ví dụ như cái khác như này, đâu nhỉ, đợi một xíu, sao chưa đổ ảnh? Không có những cái ảnh kia nhưng anh vẫn sẽ chụp cận. Thực ra là khi đi chụp các sự kiện ấy, liên quan đến thể thao thì tôi hay kiểu như là đều đều tí, đưa ý tứ đều đều vào. Tức là đây là chụp cái lúc mà Việt Nam ăn mừng cái trận bán kết ở Từng Châu. Người Việt Nam đổ ra đường, cờ hoa rợp trời luôn. Tôi trèo lên nóc một cái tầng 2 một cái tòa nhà ở, bây giờ nó là quán McDonald's. Thôi tôi trèo ra ban công, thực ra cửa nó khóa nhưng tôi trèo sang cái nhà bên cạnh, rồi trèo sang bên này. Hôm đấy có cả chú Hoàng Đình Nam của FP cũng trèo rồi, chú trèo trước, tôi trèo sau. Thì ra để chụp cái này. Rất anh thích cái loa hơn. Anh thích cái loa hơn. Thực ra là rất may lúc đấy là em lại mang một cái ống siêu rộng là ống 14 và em đặt máy 30 giây luôn ở cái ban công bên ngoài cái McDonald's ấy. Thế nếu mà dùng một cái ống 24-70 thì không lấy đủ hết được cái bối cảnh như này, thì nó giống như một cái dòng sông đỏ ấy, giống như ý đại loại kiểu như vậy và có bối cảnh. Thực ra em không suy luận gì đâu nha anh Cương nhé, nhưng mà em rất thích cái này. Thực ra có dùng, bên anh có dùng nhưng mà không bao giờ suy luận. Đó. Còn mọi người thấy là những cái ảnh ăn mừng như này nó rất là bình thường. Tất cả những người ngồi góc sân đều sẽ chụp được. Những cái ảnh như này nó thể hiện cái màu cờ sắc áo cũng nhiều, cái lúc chào cờ thôi, nó đơn giản lắm. Tức là mình có nhiều lựa chọn lúc đấy, mình chỉ chụp cái gì thôi. Đây là đốt pháo sáng khi ăn mừng ở trên sân Mỹ Đình. Lát nữa mình cũng sẽ nói về cái việc đốt pháo sáng, cũng có một vài cái ảnh cũng thú vị liên quan nó. Đây là cái khoảnh khắc mà Quang Hải tung móc ở trận với Philippines ở sân Mỹ Đình. Anh Độc Lập cũng có một cái y hệt như này. Hai anh em ngồi cạnh nhau và chụp, tức là đoán trước được tình huống. Thế là đa số những người khác là chỉ có ảnh mà bóng nó rời chân rồi, có mỗi hai anh em là có cái ảnh này. Tức là cái suy nghĩ nó tương đồng một chút. Đây cũng là một cái cách để tạo ra cái hiệu ứng thị giác khi mà chụp ảnh. Thực ra mọi người bảo là trên sân làm gì có bối cảnh như thế này đâu, xung quanh là khán đài với khán giả làm gì có bối cảnh như thế này. Thì lúc đấy là tôi chạy lệch ra khỏi cái vị trí tôi ngồi để cố gắng gối vào cái nền lúc trời mưa, là nó là cái ô cổng ra, và họ mở cái cổng ra và nền bên trời bên ngoài nó tối om. Thì đây là cách tạo ra những cái ánh sáng nó cũng thú vị một chút thôi. Nhưng mà ý tôi là không phải là cứ ngồi cố định một chỗ để mà chụp. Không bao giờ tôi ngồi cố định bất cứ chỗ nào để chụp cái gì cả. Tôi luôn di chuyển rất là nhiều để thay đổi nó đi. Trong
đây cũng là vài cái cách cách thể hiện trong chụp bóng đá. Hôm qua tôi có nói chuyện với anh Cương với mấy anh em, tôi nói về cái thiết bị chụp điều khiển từ xa ấy. Thì có một cái câu chuyện là năm 94, nếu mà mọi người để ý năm 94 cái trận chung kết Brazil với cả Italia, hồi đấy là năm đầu tiên tôi xem bóng đá, thì cái tình huống Roberto Baggio sút bóng lên trời và sút hỏng mất chức vô địch, thì có những cái bức ảnh thể hiện là phía sau cầu gôn đông nghịt phóng viên ảnh đứng phía sau lưới và họ chụp từ sau lưới lên. Nhưng mà sau đấy thì FIFA có ra một quy định năm 96 là cấm toàn bộ phóng viên không được đứng đằng sau lưới nữa. Và cho đến bây giờ vẫn thế, nó là tuyệt đối không ai được đứng đằng sau lưới. Thì đến năm 98, tôi là người tìm hiểu rất là kỹ các cái thông tin đấy. Năm 98 tôi lại xem World Cup thì tôi thấy có một cái bức ảnh là từ phía sau lưới. Cái trận đấy là trận Ý gặp Chile. Baggio ghi bàn và đá vào lưới và có một cái bức ảnh chụp từ đằng sau lưới hất lên lấy cái cả cái vòm sân vận động. Cả thủ môn đã bị ngã ra, bóng vào lưới, tung lưới và Baggio ăn mừng. Thì đấy là cái năm đó mà tôi biết là cái ảnh đấy là được chụp đằng sau lưới bằng thiết bị điều khiển. Người ta cũng giới thiệu như thế. Và hơn 20 năm trôi qua thì Việt Nam gần như cũng ít người sử dụng những cái thiết bị tương tự như thế để tác nghiệp. Thì đến năm 2018 tôi có biết là anh Hoàng Hải Thích này, anh Đức Đồng trong Sài Gòn này và anh Quang Minh ở Hà Nội là có sử dụng cái thiết bị điều khiển đấy. Thì tôi cũng tìm hiểu và tôi đặt mua cái thiết bị đấy về để tạo ra những cái góc ảnh. Mình học người ta thôi, mình học những người đi trước và học những cái người làm quốc tế để có những cái bức ảnh lạ hơn và nó thú vị hơn. Thì sau đấy tôi có chụp được một vài cái bức ảnh nó na ná như thế. Đây là cái tình huống mà anh Đức vô lê vào lưới của Malaysia để Việt Nam thắng và giành cúp AFF. Thì nó là một cái chuỗi ảnh rất nhiều nhưng mà tôi chỉ chọn một hai cái thôi. Thì nó tạo ra một cái góc nhìn khác về cái bàn thắng đấy. Nó không được, cái trận hôm đấy không ai chụp được anh Đức sút một cách rõ ràng cái tình huống anh Đức sút để vào lưới cả. Tại vì mọi người bị khuất rất nhiều hậu vệ và từ xa, nếu mà góc bên kia sân vào thì từ rất xa. Đây là một tình huống khác là Việt Nam ăn mừng trên sân của Malaysia từ sau lưới. Đây, bóng vào lưới, cầu thủ hậu vệ Malaysia và bên mình thì ăn mừng rất là hứng khởi. Nó tạo ra cái góc nhìn khác thôi. Đây là cú đệm bóng của Văn Quyết vào lưới của, tôi nhớ không nhầm, UAE thì phải. Nhưng mà trận này Việt Nam thua ở trận tranh 3-4. Nó tương đồng như này. Vừa rồi tôi đi SEA Games tôi cũng chụp nhưng mà nó hơi fail khá nhiều tại vì cái máy phụ là một cái máy không tốt. Còn anh Thuận Thắng là vào bên Dinh chụp được những cái ảnh rất là tốt tại vì là nó có nhiều yếu tố. Anh ấy để một cái tiêu cự cận hơn nhưng mà rất là tình cờ cái khoảnh khắc này ngang qua đúng cái tiêu cự cận đấy. Tôi để góc rộng thì nó lại bị loãng quá. Đây ví dụ, đây là quả Quang Hải ghi bàn, bóng cũng tung long lưới. Đó là những cái ví dụ thôi. Đây là pha đánh đầu của Tiến Linh, ghi bàn đầu tiên của Tiến Linh cho tuyển Việt Nam. Mọi người để ý, đây là cái cú sút luân lưu mà bạn Minh Vương bằng sút trúng xả. Và Việt Nam thua UAE ở cái trận tranh 3-4 ở ASEAN. Thì sau đấy bạn Minh Vương vì một cái tình huống này bạn ấy sa sút về tinh thần và bị không được tin dùng nhiều, bây giờ cũng không được gọi lên đội tuyển. Đây cũng là một cái bước ngoặt của mỗi một cái cầu thủ. Có thể là một vài tình huống mình chủ quan mình nghĩ thế thôi, nhưng mà nó là như có những cái suy luận nó sẽ tương đồng như thế. Đấy, bạn ôm đầu bạn thất vọng. Tức là mình tạo ra những cái góc nhìn nó khác đi để có những cái câu chuyện. Lại nói về vẫn là về bóng đá thôi. Thực ra là mọi người sẽ để ý sẽ thấy cái ảnh này khá là nhiều. Đây là cái bức ảnh năm 2019 tôi chụp. Tức là một em nhỏ bị co giật, bị động kinh ở trên khán đài của sân Thiên Trường Nam Định.
và được hai cái anh cảnh sát cơ động cứu giúp. Thực ra không hẳn là cứu giúp mà bế chạy ra cái xe y tế, và cái anh bên trái này, anh đưa ngón tay cái vào miệng em nhỏ để bạn ấy không cắn vào lưỡi hoặc là không bị rút lưỡi. Thì ngày hôm đấy rất nhiều người chụp, có khoảng 30 phóng viên ảnh trên sân và ở cái góc chụp như này, tương đương như này chứ không phải như này. Thì là trận hôm đấy là trận Hoàng Anh Gia Lai đá với Nam Định rất hot, khán đài chật kín luôn, khoảng 25.000 chỗ ngồi. Thì kể cái câu chuyện này thì nó hơi dài, nhưng mà tôi muốn thể hiện là căn bản tôi là người làm thời sự nữa, nên là cái nhạy bén về tình huống, nhạy bén về những cái vấn đề nóng như này, tôi có cái phản xạ nhất định, so với tốt hơn so với các bạn chỉ làm thể thao không. Mọi người hình dung nó cái sân bóng nó như này đúng không, hình chữ nhật này, còn tôi ngồi ở cái góc này, cái góc ăn mừng này. Thì cái tình huống nó diễn ra ở khán đài B ở bên này. Thì lúc mà chúng tôi đang ngồi ở đây thì thấy có mấy bác sĩ chạy từ khán đài A chạy vòng sang. Chúng tôi không biết là chuyện gì xảy ra cả. Thì chúng tôi thấy ồn ào ở khán đài B, nó rất xa, nó phải đến 70 mét. Thì chúng tôi ngước sang thì thấy có rất nhiều người đang truyền tay một bạn em nhỏ đi xuống đường pitch đưa cho cảnh sát cơ động. Thì lúc đấy là mọi người tập trung là cứ bắn lại, chụp rồi gạch về phía đấy, không ai di chuyển cả. Thì lúc đấy tôi đang ngồi ở đây, tôi ngay lập tức là tôi nhảy ra khỏi chỗ, tôi nhảy nó chạy đi đâu, tôi chạy ra góc này, đây là một cái góc cách đấy khoảng 20-30 mét. Thì tại sao tôi lại chạy ra đây? Thì đây là một cái góc sân mà nó có một cái xe cứu thương mà tôi biết trước nó có ở đấy, tại vì là tôi đến mỗi sân tôi sẽ quan sát đâu là cái đường vào của vận động viên, đâu là đường ra, đâu là đường vào cho phóng viên, đâu là đường vào cho khách VIP, đâu là đường vào cho khán giả. Và tôi biết trước là sẽ có một cái xe cứu thương ở đây. Tôi nhảy ra khỏi chỗ ngay lập tức, tôi chạy sang bên này. Và sau đấy thì tôi thấp cái ống kính, thấp máy xuống, tôi rút cái chân, thấp sát xuống dưới đất. Để tôi chụp, tôi hướng thẳng tắp chéo xuống đây. Thì đúng lúc là hai cái anh cảnh sát cơ động, anh chạy ra khỏi cái góc khuất, xuất hiện ở cái khung hình. Thế là tôi bấm một giây khoảng 6-70 ảnh gì đấy. Tức là nó diễn ra rất nhanh, hai anh này chạy rất nhanh về cái phía xe, và anh chạy đến nửa đường thì tôi bị cận rồi, thế tôi không chụp nữa. Thì nó có những cái bức ảnh như này, đây là lúc còn ở xa, và cái anh áo vàng đứng chạy đằng sau là ông bố của cái cậu bé này. Thì tại làm sao mà tôi lại phải chạy ra đấy? Thứ nhất là nếu mà tôi ngồi một chỗ tôi chụp ấy thì bị vướng rất nhiều cái rào phía trước, những cái rào mà họ dựng lên để có đặt cái máy quay á. Thứ hai là vướng phóng viên đứng xung quanh mình. Thứ ba là cái nền đằng sau nó là nền bê tông rất là xấu của cái khán đài phụ. Thì tôi chạy sang để tôi cố gắng lấy được cái khán đài có đông khán giả. Đây là cái ảnh mọi người nhìn để ý là nó rất sát đất. Tôi để máy sát đất để tôi chụp, để tôi hất lên. Và thứ hai nữa là tôi lấy được trực diện luôn tất cả mọi thứ. Còn hầu hết ảnh của các phóng viên khác là bị chéo và rơi vào những cái, hoặc là chỉ bị đúng vào cái đầu của em bé và bị khuất mất cái cậu gầy bên phải kia. Thì đấy là cái phản xạ. Thực ra là người làm thời sự sẽ nhanh hơn với những người làm chuyên làm thể thao. Và sau khi tôi chụp xong, có một cậu em tôi đồng nghiệp cùng tòa soạn cũng đi, và cậu ấy quay từ đầu, từ lúc quay video, từ cái lúc khán đài B cậu chạy theo cơ. Thì tôi gọi cậu ấy ra, tôi bảo bây giờ em ra hỏi chính xác hai cái anh cảnh sát cơ động đấy là chuyện gì xảy ra, em bé bị làm sao, và cái kết thúc là họ cứu chữa cho em này như thế nào, để gửi thông tin về tòa soạn. Bây giờ chúng ta không cập nhật về cái trận đấu đấy nữa, và chúng ta sẽ làm một cái tin ngắn ngay lập tức về cái việc này. Thế là tôi chọn ra ba cái ảnh tôi gửi về cho tòa soạn. Sau đấy tôi lại ngồi vào chỗ tôi chụp bóng đá tiếp, rồi lại tiếp tục khoảng tiếng sau là lúc kết thúc trận đấu rồi. Tôi ra ban tổ chức, tôi trả áo bíp, xong rồi tôi ra uống nước với cả anh Hoàng Hải Thịnh với anh Quang Minh. Xong rồi lúc sau bọn tôi lên ô tô đi về, thì tôi mở điện thoại với Facebook ra thì cái ảnh này nó ngập tràn trên Facebook. Tôi chẳng hiểu tại sao nó được lan tỏa như thế.
tại vì là rất nhiều người chụp và rất nhiều ảnh nó khác nhau. Nhưng mà có thể là một cái, những cái mà nó trực quan và nó rõ ràng nhất thì sẽ được người ta chia sẻ nhiều nhất. Thì đấy là mọi người rất hay hỏi tôi về cái ảnh này và tôi kể cái câu chuyện như vậy. Nhưng bên cạnh đấy thì có rất nhiều người cũng nói là đây là một bức ảnh xấu xí. Tại sao? Nó xấu xí ở cái là nó sẽ khiến cho mọi người nghĩ rằng sân vận động là nơi không nên đến cho trẻ con, và nó nguy hiểm cho mọi người. Mọi người sẽ bị suy luận như vậy. Cũng có thật, có rất nhiều người cũng nghĩ như vậy thật. Nhưng bản chất chúng ta phải đưa ra cái sự thật để chúng ta nói về cái vấn đề. Nó không, chúng ta phải có những cái chú thích và nội dung phía dưới bạn này bị co giật, chứ không phải là vì sức ép quá đông hay là chèn ép nhau trên khán đài. Thì để rõ ràng cái câu chuyện đấy không bị hiểu nhầm. Thì sau đấy thì hai anh chiến sĩ này được Trung đoàn Cảnh sát cơ động tặng bằng khen các kiểu, tuyên truyền kinh khủng lắm. cái vụ này cũng khá là hot, nhưng mà tôi nghĩ là nó nhiều báo đưa tin chứ không chỉ báo bên tôi, và cái tính tích cực của nó có trong đấy. Nhưng mà đây cũng lại không phải là bức ảnh tôi thích nhất. Trong năm qua thì tôi thích những bức ảnh khác. Và một trong số đấy là cái bức ảnh mà một cái nạn nhân bắn pháo sáng vào đùi ở trên khán đài sân vận động Hàng Đẫy. Thì đây là hai trong số những cái bức ảnh như thế. Thực tế thì tôi nghĩ là cũng không phải một mình tôi chụp được đâu. Có thể là sẽ có ai đấy khác chụp được, nhưng họ có show off ra không? Họ có up lên tờ báo nào hay up lên trang cá nhân hay stock nào không thì tôi không biết. Tôi không tìm thấy ai khác chụp cả. Thì nó giống cái tình huống kia. Nó là có một cái sự vụ nóng thời sự xảy ra trên sân, nó không liên quan đến thể thao. Cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà pháo sáng bùng nổ nó đến mức dã man nhất ở cái sân Hàng Đẫy. Tất cả những cái trận đấu mà Hải Phòng gặp Hà Nội hoặc là Nam Định gặp Hà Nội thì cổ động viên đội khách mang rất nhiều pháo vào sân để đốt. Và trong đấy thì có pháo dù là cái pháo bắn. Thì ngày hôm đấy chúng tôi chụp rất nhiều những cái ảnh mà pháo sáng tràn ngập trên khán đài B rồi. Những cái đấy nó lại rất là giống những cái ảnh pháo trước đây. Nhưng mà riêng cái trận đấy có một cái cổ động viên họ mang rất nhiều pháo phụt, tức là pháo dù, pháo bắn ấy, vào sân. Và đột ngột chúng tôi đang chụp trận đấu thì có một tình huống là quả pháo bắn ngang sân vận động, nó như một quả tên lửa. Thực ra tôi ví thế nó hơi ghê gớm, nhưng mà chúng tôi giật mình luôn, chúng tôi thấy bàng hoàng luôn. Thấy, ui, quả bắn như này mà chúng người vỡ mồm, vỡ mặt. Nhưng mà vỡ mồm, vỡ mặt thật. Cái đùi của cái chị này sau đấy phải khoét đi một mảng, gần như toàn bộ cái đùi bên cánh này. Thì khi mà quả pháo bắn từ khán đài B sang khán đài A, góc bên kia, thì tôi ngồi khán đài B, tôi ngồi góc sân bên này cơ, tôi không ngồi ở đây. Nó rất là xa, nó khoảng 7-80 mét. Thì phản xạ thôi, mọi người sẽ hướng cái ống kính vào đấy, tất cả phóng viên đều hướng cái ống kính về đấy. Nhưng mà lúc đầu tôi cũng hướng ống kính vào nhóm khán giả này, nhưng mà nó chỉ là loạn mà nó không có cái bối cảnh như này, và mọi người không bị giật mình quá như này. Sau đấy tôi focus vào cái quả pháo nó rơi xuống đường pitch, nhưng mà ngay lập tức chỉ khoảng 2 giây thôi tôi lại quay ngược cái ống kính lên để tôi chụp, tại vì tôi nghĩ là một cái quả pháo nó bắn mạnh như thế thì tôi muốn biết là cái người khán giả ở trên đấy có ai bị làm sao, có ai bị trúng không và bị như thế nào. Thì cái phản xạ của những người chụp thể thao sẽ là theo dõi xem là cổ động viên, cái cầu thủ ở dưới sẽ ứng xử với quả pháo như nào, quả pháo nó tắt chưa, tại vì nó rơi vào đúng cái khu ban huấn luyện của đội Nam Định. Là ông giám đốc kỹ thuật, ông Văn Sĩ đứng ngay cạnh luôn, mấy cầu thủ chạy ra rồi dập pháo mấy cảnh sát cơ động. Thì tôi nghĩ là mọi người sẽ focus vào đấy nhiều hơn. Và tôi thì tôi lại focus vào cái hậu quả của nó dành cho những người mà bị bắn vào. Và cái tình huống này nó diễn ra cực nhanh. Nó cũng diễn ra trong chỉ khoảng 2-3 giây thôi. Tôi ra cái là mọi người ào vào che kín nó hết luôn. Thế là sau đấy tôi có chia sẻ về tòa soạn để đưa tin. Và tôi cũng chia sẻ trên Facebook. Thì thực ra tôi không phải người nổi tiếng trên Facebook, tôi up cái gì nó vài chục vài trăm là cùng. Hôm đấy tôi up cái này lên thì nó nhận được đâu khoảng 2.000 like.
và khoảng hơn 100 chia sẻ. Thì tôi nói rất rõ trong cái câu chuyện đấy, thế nào là nguy hiểm, pháo tác hại như thế nào và nó gây hại cho các cổ động viên ra sao. Thì nhận được rất nhiều cái sự ủng hộ và cái đồng cảm cái chuyện đấy. Cuối cùng có một cái là tôi thấy khá là ưng, tại vì là cái bức ảnh này nhìn có thể ghê gớm, tức là ghê gớm ở cái sự nhìn nó hơi xấu xí, nó hơi máu me, nó hơi, nếu mà nhìn kỹ được cái đùi chị chảy rất nhiều máu, thì nó có gì đấy tối tăm, nó gai góc. Nhưng mà tôi thích bởi vì nó tạo ra một cái trào lưu phản đối về pháo sáng, và chính quyền Việt Nam, các đơn vị chức năng mà có liên quan, họ làm rất là gắt gao và nó hạn chế tuyệt đối được cái việc bắn pháo sáng trên các sân vận động. Thì gần như nó đưa ra một cái hình ảnh, nó để đưa ra một cái giải pháp nữa để thay đổi cái cục diện của những cái vấn đề mà khó xử lý. Thì đấy là cái mà tôi thích, chứ nó không đơn thuần chỉ là những cái bức ảnh đẹp đẹp, nó mang tính duy mỹ như ban đầu tôi nói. Thì tôi nghĩ là ở cái góc gần hơn, ở những cái nạn nhân ấy, tức là góc Kandaya, cũng sẽ có người chụp được, tại vì họ rất gần. Hôm đấy có khoảng 50 phóng viên ảnh ở trên sân, trận đấy rất là hot và rất nhiều người, thiết bị máy ảnh rất là tốt, ống kính siêu tele, máy rất là xịn, thì không lý gì là không có người chụp. Nhưng mà có thể họ sẽ không up lên, hoặc có thể họ không thích cái ảnh đấy, hoặc nó thế nào đấy. Chứ tôi nghĩ là sẽ có người chụp, rất nhiều người chụp được những cái như thế.